Ứng dụng eTax Mobile thực chất là một ứng dụng thu thuế điện tử dành cho cá nhân sử dụng trên thiết bị di động mang tính chuyên biệt của ngành thuế. Ứng dụng này có tính phổ quát với tất cả những hộ kinh doanh cá thể. Khi triển khai ứng dụng eTax Mobile sẽ khắc phục căn bản những hạn chế quản lý thuế thủ công trước đây. Tại Phú Thọ, việc triển khai ứng dụng eTax Mobile đã đạt được những kết quả tích cực. Một buổi tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng thu thuế điện tử eTax Mobile của các cán bộ chi cục thuế thị xã Phú Thọ. Tại đây, cán bộ đội thuế đã hướng dẫn các hộ kinh doanh cá thể rất kỹ. Giờ đây, với ứng dụng thuế điện tử eTax Mobile, việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của các hộ kinh doanh đã trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Sau khi cán bộ thuế đến hướng dẫn tôi cài phần mềm eTax, tôi cảm thấy rất là thuận tiện, ở nhà mà cũng nộp được thuế và kiểm tra thông tin thuế rõ ràng và đầy đủ. eTax Mobile là ứng dụng thuế điện tử được cài đặt trên điện thoại di động thông minh, có giao diện dễ sử dụng, cho phép cá nhân kinh doanh và hộ kinh doanh có thể thực hiện nghĩa vụ thuế trực tuyến. Và hiện tại thì đã được nộp thuế qua thuế điện tử qua điện thoại rồi, nó rất là dễ dàng. Ở đâu chúng tôi cũng có thể nộp thuế được, không cần phải đến ngày nộp thuế thì có mặt ở cửa hàng. Và chúng tôi có thể theo dõi được quá trình nộp thuế của mình trên điện thoại, nó rất là công khai, minh bạch. Hiện tại thì tôi thấy cái cảm nhận của tôi thì là nộp thuế online như thế rất là cảm thấy hài lòng. Ứng dụng thu thuế điện tử eTax Mobile trên smartphone với những tiện ích mang lại cũng như những yêu cầu bắt buộc từ ngành thuế hướng tới số hóa toàn ngành trong quản lý thuế. Đến nay, Cục Thuế tỉnh đã cấp thành công trên 16.000 tài khoản thuế điện tử. Chúng tôi cũng đã phối hợp với các ngân hàng thương mại để cài đặt ứng dụng. Thì qua đó thì cũng có một số vướng mắc và khó khăn. Ví dụ như là đối với hộ kinh doanh thì còn có tâm lý e ngại, bằng các cái biện pháp như là nhất là tích cực tuyên truyền phổ biến để cài đặt ứng dụng, thứ hai là chỉ đạo các đội thuế để đến từng hộ kinh doanh để thu thập thông tin để cài đặt. Thời gian tới, các chi cục thuế trên địa bàn tỉnh sẽ chủ động xây dựng kế hoạch khắc phục những khó khăn trong quá trình triển khai thực tế với quyết tâm đạt mục tiêu đã đề ra.